quá. Đây nè, nè quả đám mình trong trong nè, đó quả đám nó trong nước trong vắt nè. Chào mọi người, giờ mình với anh ba mình đi lượm cua, nước hổm nó nhiều quá nay nó rút cạn rồi nên nước nó trong nè, các bạn dễ thấy cua lắm. Nhà cua à? Hả? Dạ. Ờ, vô hang hay vô hang rồi hả? Chưa chưa. Đây nó nói nè. Cua thấy nhỏ nhỏ chứ ăn ngon lắm. Ừ. Không có tính. Đấy, hai ba con này anh ba. Đấy. Hai ba con nè. Mày. Đây thằng đó là thằng lẳng vô sình. Nó sình á. Mày ơi. Ấy, chấp chấp chấp. Nước sâu thì mình khó thấy, nay nước nó rút cạn rồi, thở cái đám này nó sâu lên tới độ gối luôn á, nó cạn thì dễ thấy nó nè. Nè, có con trong hàng không? Đó, trong hàng bắt không được đâu, nó vừa thụt vô. Cái con nào ở ngoài á, hồi cá nè, ơi lỗ mồi, lỗ mồi, cá nó ngược lỗ mồi các bạn thấy không? Quá trời đất luôn. Đây ở đây cua nhiều nè. Nè nè con nè, con nè. Nè nó nè, bắt đi, bắt đi. Có phi. Có phi nè. Ở ra luôn. Kiếm kiếm ra ra kiếm. Nè anh ba đây nè, đây nè, đây nè. Nhóc luôn. Đây các bạn, nó bò kìa. Thấy dễ không? Dễ bắt không? Quá dễ dàng luôn á. Cua. Chạy chạy trời ơi, nó chạy. Đâu 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 đâu. Chạy quá. Nè đây nè, nè nó nhô xuống bùn nè. Mày giàu quá mày vui. Khúc cạn cạn này nhiều lắm, còn dễ thấy nữa nữa. Nè nó nè anh ba. Đây nè, đây nè nó anh ba. Đó nó chạy nè. Nó chạy nè, chụp nó, chụp nó, chụp nó. Nó nhu rồi. Mấy con rồi. Chạy đến con rồi đó. Nè đây nữa nè, đây nè, đây nè, đây nè. Quá trời luôn. Nằm mộp. Nè, đây có con nè. Giải này lên. Nằm trong cái bao á. Đó. Trốn hả? Ở đây nè. Đây nè, đây nè. Oh.
có đó đó, nè nè, nằm đóng nè. Ủa bự không, hai con luôn nè. Thấy thế nè, một tên hai tay hai tên, con bự quá ha. Chỗ đó còn chạy hai tên nè, con anh nè, con nè anh ba. Mày hả bự, mày để cà hả? Dạ chà, cua ớp rồi, này nó bị lột rồi, bị lột hả? Mới vừa lột, chắc lột bữa hai bữa mới. Còn hai mình thèm. Đi trước đi, đi trước đi. Con kìa. Nè nè nè, mày mày nấu bún riêu ngon lắm á, cua đồng mày nấu bún riêu là số 1 luôn ha. Nhiều chứ, nó chạy kìa, đó đó, ngay chỗ cây mình bồng bồng á, chạy ra rồi, chạy ra rồi. Nè nè, nó nè đó ta. Vô hang rồi, vô hang rồi. Ở đây đục đục nè. Mồi ở đây thử coi. Nó đây nè. Ở dưới đó, ra trong. Vô hang rồi. Vô hang rồi, vô hang rồi. Làm gì? Làm con nè. Lên đây, ngó xuống thấy nè. Luôn. Nó giả chết đó. Bò tình tan luôn. Con nó cua đực á, nhìn nó nhỏ càng bự. Cua đực được không? Ừ. Tình tan. Dọc bên cái bờ này nhiều lắm. Ở cái tàu kìa, bắt kìa. Sao bắt được? Hết thua. Qua đâu? Đây. Nằm gốc mẹ nè. Công đùa. Đây nè. Tàu có bự nè. Sao nay tàu có bự không ta? Đúng không? Ban đêm mới ra ha. Ban đêm mát trời hết à. Rồi mấy thằng kia bờ hổm nó thụt có 15 phút rồi nó bắt. Đèn thụt nó luôn. Ừ. Thụt hàng á, hàng nào cũng có đó á. Đây nè. Anh cua. Anh cua. Đây nữa nè. Lía chia luôn. Đây luôn nữa nè. Đây nè. Lía chia. Đó, nó kìa, nó kìa. Chạy, chạy đi cưng. Ố, cắn luôn. Kìa. À, đây nó nè. Không chết đi. Chết rồi, đỏ lờm. Chết rồi. Chết rồi hả? Chết rồi, nó im luôn, lắc lắc hả? Hả? Động nước phải lắc chết rồi. Kìa. Anh nhoi dữ vậy anh. Anh nhoi dữ vậy. Nhoi. Đây con nè. Nè. Ủa, cua này như là nó bị đẹt là sao á. Thì
chua này mấy mùa này nè, mùa sau mưa nè. Đây con nè. Mùa sau mưa mùa vừa rồi, bây giờ nay nó về là nó mau bự rồi đó. Mau lớn ha. Nó mau lớn. Năm nay cua nhiều chứ. Cua đồng này mà nè, ăn con nè phải không? Này chết hả? Nó đó chết đầu chết. Nó nè, nó làm bộ mơ chết đầu chết. Nó nè, chết đâu. Ờ con này khác, con đi về nó coi đây một kia ra. Cua này nam mau lớn quá ha. Đâu đâu. Đây. Căng bự hả? Ôi. Là cua hai mùa nè. Ai chạy 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 nè. Cua đực rồi. Cua đực trời. Cua đực càng khổng lồ luôn. Bự. Nhu nhu thấy không? Đó nó luôn như bùng á. Tẩu có thoát à! Cặn. Đây là chỉ cua cái rồi. Đây cua cái. Cua cái mai bự không? Ừ, kiếm bự rồi. Đây cái này có con nè. Nó nằm nè. Chính quá, làm chính quá hả mày. Trời, nhóc đóng cái làng. Đây chạy rồi. Nó chạy nè. Nó chạy lên rồi. Chạy nè. Anh chạy. Chạy. Chạy nhưng mà tay lội, nó lội như cá vậy á. Chạy nè, tính kiếm hang vô hả cưng. Bự hả? Bự hả? Ừ. Chà má luôn. Trời cạn kìa. Bự. Cua này cua mùa rồi nè. Bự quá ha. Cua cái luôn. Thấy được. Con này càng nhỏ ra mượt đá của mình nó bự. Đây một em nữa. Lui. Mình đứng thông một dòng. Nó nhổ xuống bụng nó trốn á. Được. Đẹp đó, né chạy né. Chụp nó quăng vô liền á. Đây. Chạy. Quá trời đất luôn. Chạy như ma luôn. Chạy. Cua đồng răng me rất là ngon. Cô đồng nó đẻ biết mùi gì không? Ừ. Chạy. Hai ba con. Chạy đi. Bên đây có con cua bự nè anh ba. Nè. Kìa nó nằm kìa. Nó chạy đó. Đây cái này. Rồi. Nổi hả? Nhẹ xíu thôi. Dạ.
Nè nè có nè. Chịt nước chạy. Anh chạy. Chạy con bự chạy nè. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Thấy không? Này cua đâu nó ra quá trời ơi, lúc trước nó đâu có ra đâu. Bên đây. Một thằng đó. Tối anh ra đi chơi cái gì đi quá trời luôn. Đây nữa. Rồi thế này liên liên. Liên tục liên tục. Cặp mé lên luôn. Trên cái mái mé này nó có nhiều nè. Nè phải không? Chạy đây, chạy đây. Bự ha. Con nằm yên hang nè. Thôi nó thụt vô các bạn ơi. Nằm trong hang mà bắt không được. Tiếp. Đây con này anh ba. Bự nè. Anh này nằm ngay bên hang nè. À, nó nằm ngay bên hang nè. Cái làm bài vô. Đây nó nằm ngay bên hang nè các bạn. Động một cái là nó lùi vô à. Động cái nó lại chạy vô nè coi nè. Ơi hụt rồi, chạy vô rồi. Thôi tiếc các bạn ơi. Đi nào. Nhiều chưa anh ba? Nhiều rồi. Trời quá trời. Trời quá trời luôn. Mới đi lượm chút xíu rồi mà như đây nè các bạn. Thôi như đây ăn đủ rồi, ăn hết đâu. Bắt nữa ăn hết đâu, thôi về. Bắt nhiều quá ăn hết đâu. Chờ con nữa hả? Bắt luôn đi. Nằm lãnh nản không? Cứ thay lụm mày luôn. Thôi được rồi, về anh ba ơi. Nhiều quá. Rồi chào các bạn luôn nha. Video của mình xin kết thúc luôn. Xin chào.